烈焰在乱灼，灼痛应放手，手偏仍渴望拥有，有过了折磨，有伤口。是恨或是爱，爱这亦爱透，透得完半夜苦透。透过这铃声碎片踪迹，难追究，难追究。真真假假，飘飘忽忽，会刻困惑泪流。我与你怎去断定谁属错友？谁人活一生内疚？难参透，纷纷扰扰，事事点点，撇开我便自由。偏偏心中的思念从未妥协，如何被洗刷净化，仍即隐去悠悠。Hai người chưa ngủ hả? Con thiệt quá đáng đó. Con làm vậy muốn chọc tức má. Trưa hôm nay con mới biết thôi, cho nên con không có về nhà. Tại sao điện thoại cầm tay của con gọi hoài không được vậy? Con đã lớn khôn rồi, sao làm việc không có so đo gì hết vậy? Con cũng không biết chuyện là như vậy mà. À, Tân Tân về rồi hả? Trời, con cũng kỳ đó. Con không muốn đi với má con thì cứ nói thẳng cho má con biết đi. Còn hứa với má lại cho má con leo cây. Má con phải lo lắng gì con đó, con biết không? Dạ phải. Chiều nay con lo giúp người bạn cho nên đã tắt điện thoại nên má không liên hệ được, xin lỗi nha. Con giúp người bạn nào mà quan trọng vậy? Lại là chú Ellen à? Suốt ngày cứ lo bồ bịch, quên bà ngoại và má luôn phải không? Từ từ, con mới quen bạn trai mới à? Dĩ nhiên là không phải rồi. Con mệt quá, con trở về phòng ngủ, bà ngoại ngủ ngon, má ngủ ngon nha. Anh cũng lên trình trước nha, ngủ ngon nha má. Cảm ơn chú. Đâu cần phải nói cảm ơn. À phải, Tân Tân à, bây giờ con tính sao đây? Con không biết nữa. Không ngờ ông lại là ba ruột của con, làm con cũng không biết tính sao. Con đừng nên nói cho má con biết nghe. Con không dám nghĩ tới được. Nếu như má biết được á. Nè Tân Tân à, quyết định của con chú không có quyền can thiệp vào, nhưng mà con nhất định phải nghĩ tới cảm nhận của má con. Bởi vì trong lòng của má con là người quan trọng nhất. Con biết rồi, cảm ơn chú. Đã nói được cảm ơn chú mà. Chà, phát hiện một chuyện lạ nha. Má, hai người nói chuyện vui vẻ lắm à. Phải. Con với chú đang nói trong lòng của má ai là người quan trọng nhất mà. Sao cuộc quyết định là Tân Tân quan trọng hơn, phải không? Hai người đều quan trọng như nhau. Hai người đều cao, đều nặng như nhau. Vậy được chưa? Tối nay ngủ được không? Ngủ một giấc tới sáng luôn. Nè, Tân Tân à, ngày mai đừng có giống như hôm nay vậy, lại quên cùng má tới đài phát thanh để tiếp cuộc phỏng vấn đó nha. Con biết rồi. Ừ. Nè, được rồi, ngủ sớm đi. Má ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngủ thôi. Ngủ ngon. Chú ngủ ngon. Sáng giờ một chút, cười lên, cười lên. Rồi, cười lên đi. Thật là ngại quá, thật là ngại quá, thật là ngại quá. Đến giờ chúng tôi phải phỏng vấn rồi. Cảm ơn nhiều. Vô thôi. Tôi mừng lắm, hôm nay mời được một vị khách đặc biệt, người bạn tốt của tôi và cũng là tác giả của cuốn sách Mối tình dài đăng đẳng nếp Bảo Ý đó. Hello. Hello Bảo Ý. À phải, tôi thấy hôm nay cô dẫn theo đứa con gái cô Tân Tân đến đây. Tân Tân, hay là em chào hỏi mọi người trước đi. Hello. Đã lâu tôi không làm tiếp một phỏng vấn,
cho nên vẫn theo đứa con chưa có can đảm mà. Bảo Ý thật là khéo nói quá. Thôi được, trong lúc này hay là chúng ta nhận cú điện thoại của bạn đầu tiên nha. Alo, số điện thoại của cô bắt được rồi. Cảm ơn cô đã gọi điện cho chúng tôi. Thôi được, mới chớp mắt thôi, tiết mục của chúng tôi đã sắp kết thúc rồi. Nhưng mà các vị thính giả, các vị đừng thất vọng. Bây giờ chúng tôi còn rất nhiều tin hay để tặng cho các vị đó. Susanna, đây là bạn bao nhiêu năm rồi, cô còn muốn biết gì nữa? Nè, gần đây tôi có nhận được tin, nói là công tử hào hoa Điền Thế Nam trong xã hội thượng lưu năm xưa có một mối tình với Niếp Bảo Ý, không biết có phải là thật không? Chuyện vào mấy mươi năm về trước, tôi nghĩ là mọi người có muốn biết đâu. Hay là nói về cuốn sách của tôi đi nha. Mối năm tình xưa dài... Bảo Ý là mẹ ngoài ý muốn ai cũng biết mà. Và điều này cô cũng không có giấu giếm. Nhưng mà người cha ruột của con gái cô là ai? Người này có khi nào là Điền Thế Nam không vậy? Đã là chuyện cũ rồi, nhắc lại làm gì chứ. Cô có biết gần đây Điền Thế Nam đã trở về Hồng Kông. Bây giờ một mình ổng sinh sống, hình như không có được vui vẻ cho lắm. Ông đã trở về rồi à? Ông không những từ bên Mỹ trở về, còn gặp phải nhiều chuyện lắm đó. Còn bộ Ý cũng lo lắng cho người tình cũ quá. Không phải đâu. Bao nhiêu năm nay á, tôi không hề nghĩ tới con người này. Cô đừng có nói bậy bạ. Nè, các vị cũng biết năm xưa Điền Thế Nam ở Hồng Kông là sát thủ khét tiếng trong sân banh. Vậy cũng khó trách Bảo Ý lắm. Năm xưa cô chỉ đến 20 tuổi, dĩ nhiên là chết trong tay của ổng rồi. Nhưng mà không ngờ cuộc sống riêng tư của hai người cũng không được như ý. Nè, vợ và con của ổng thì đã chết trong tai nạn giao thông vào năm ngoái. Còn cô và người chồng hiện nay của cô năm ngoái xém chút là chia tay. Bây giờ Thế Nam trở về rồi, cô đoán hai người gặp lại có là tình nhân trở lại không ha? Tôi không biết cô nói vậy là ý gì. Tôi thật hối hận, bao nhiêu năm nay coi cô là người bạn tốt của tôi. Trong thời gian này chúng ta hãy nghe một bản nhạc đi nha. Em à, em có thất vọng cũng vô ích thôi. Mấy người đó vì boy tinh giật gân, chuyện gì cũng dám làm mà. Em đừng nên trúng kế của họ, chỉ hại cho sức khỏe của mình thôi. Không tức sao được chứ. Hôm nay anh không có ở đại phát thanh tôi, anh hỏi Tân Tân đi. Hoàn cảnh lúc đó rất là ngại. Mấy cái giả cứ sắp tới hỏi chuyện năm xưa với em, người ta cốn nạn đó hoài à. Hỏi tới nỗi em phải câm miệng luôn đó. Chuyện này đã qua bao nhiêu năm, đừng nên để ý mấy chuyện của những người nhàn rỗi. Quan trọng là cả nhà chúng ta đồng tâm. Bây giờ Tân Tân và Tử Tuấn đều đứng về phía con phải can đảm đối mặt với bất cứ ai chứ. Má nói đúng lắm. Chị à, Tử Tân do chị nuôi lớn, chuyện năm xưa không ai trách chị đâu. Cho dù có lỗi cũng nên trách kẻ không có trách nhiệm kia. Chị chỉ trách năm xưa chị ngây thơ không có hiểu biết, đi sai một bước. Rốt cuộc 20 mấy năm sau phải gánh lại ác quả của mình, còn liên lụy tới Tân Tân nữa. Tân Tân, ba cứ tưởng sau này con sẽ không gặp ba nữa. Ông đừng có hiểu lầm. Lần này tôi đến gặp ông không thể cho là tôi tha thứ cho ông. Ba cũng biết ba không xứng đáng để tha thứ. Năm xưa là lỗi của ba. Rõ ràng biết má con đã có thai mà ba cũng không gánh trách nhiệm này. Tại sao ông lại là ba của tôi? Lúc trước tôi xem ông là bạn, chuyện gì cũng kể cho ông nghe hết mà. Tôi không ngờ ông là người không có trách nhiệm như vậy. Ba thừa nhận năm xưa ba đã làm sai, nhưng mà ba sẽ bù đắp lại cho con. Bù đắp? Ông có thể bù đắp được cái gì? Ông có biết 20 mấy năm nay tôi và má tôi phải chịu biết bao đau khổ hay không? Sau này ông không còn cơ hội tổn hại đến tôi và má tôi nữa đâu. Ý của con tức là... Ý của tôi tức là sau này không muốn nhìn thấy ông nữa. Có thật là không thể cho ba một cơ hội không? Năm xưa ông có cho má tôi cơ hội sao? Tôi đã nói rõ ràng lắm rồi. Tân Tân, ba thà mãi mãi không biết con là con gái của ba, vì con sẽ không ghét ba. Ủa Tân Tân, về tối vậy? Gì? Gì à, con thật tình không biết phải làm sao. Con đã gặp phải chuyện gì vậy? Con nói chuyện này cho dì nghe, nhưng mà dì phải hứa với con không được nói cho ngoại và má biết nha. Dì còn nhớ dì gặp con đi ăn cơm với người đàn ông không? Nhớ chứ. Thì ra Điền Thế Nam là ba ruột của con.
Sao con lại quen biết người này vậy? Vậy à, vậy tin con đi. Lúc con quen với ổng, con cũng không biết ổng là kẻ bội bạc mà năm xưa đã tổn hại con và má con. Con cứ cảm thấy ổng rất hợp ý, giống như có cảm giác thân thiện vậy. Nhưng mà con thật không ngờ. Ngoài trừ con và dì biết ra, còn có người nào biết không? Chú Tuấn biết đó, nhưng mà chú ấy chịu giúp con. Chú ấy nói sẽ không nói với má và bà ngoại đâu. Cũng may là chú con biết. Vậy con tính làm sao đi? Con cũng không biết nữa. Hôm nay con có hẹn ổng ra chửi chỗ một trận. Con nói sau này đừng tìm con nữa, sau này đừng nhìn nhận con nữa, bởi vì con sẽ không tha thứ cho ổng đâu. Vậy ổng có phản ứng gì? Con không biết, nhưng con cảm thấy ổng nhìn nhận lại con. Con có thể tuyệt tình vậy sao? Sau này không gặp lại ổng nữa. Vì à, thật ra con giận ổng lắm, nhưng mà con rất muốn nhìn nhận lại ba. Vậy mà có người ba ruột xuất hiện, con lại không chấp nhận được. Dì hiểu mà. Vậy con tính phải làm sao đi? Nếu để má biết được thì rắc rối đó. Bởi vì con biết má sẽ không tha thứ cho ổng đâu. Nếu mà ổng tìm con nữa, con sợ con sẽ mềm lòng. Con không muốn làm cho má không vui. Dì à, dì giúp con đi. Cô là em gái của Bảo Ý hả? Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Tôi không muốn vòng vo. Tôi nghĩ ông không thích hợp xuất hiện trước mặt người nhà của tôi nữa. Tôi không hiểu ý của cô cho lắm. Có lẽ tôi phải nói trực tiếp một chút. Tân Tân không cần người cha như ông. Và tôi cũng không muốn chị tôi biết chuyện giữa ông và Tân Tân. Khoan đã. Đây là ý của Tân Tân hay là ý của người nhà đây? Là ý của ai cũng được. Tôi nghĩ là ông nên hiểu, trong lòng của Tân Tân, má nó mới là người thân nhất của nó. Có thể cho tôi gặp nó một lần nữa được không? Tôi còn vài chuyện muốn nói với nó. Tôi nghĩ không cần thiết như vậy. Giữa ông và Tân Tân, tốt nhất xem như chưa hề quen biết nhau. Cái đồng hồ này đối với tôi rất là quan trọng. Cô có thể đưa cho Tân Tân giùm tôi không? Coi như là món quà kỷ niệm. Tân Tân sẽ không nhận đâu. Tân Tân và nhà họ Điền không có quan hệ gì hết. Nó mang họ Nếp mà. Chỉ là cái đồng hồ thôi, nó đâu biết nói chuyện đâu. Không ai biết quan hệ giữa chúng tôi. Cô hãy giúp tôi đưa cho nó. Nè nè ông Mập à, ông coi kìa. Ông coi nó có quá đáng không? Chỗ đông người mà lại điếu tai điếu chân với người đàn ông vậy đó. Không được, tôi phải nói với nó. Đừng có nóng nảy quá mà. Về nhà thương lượng với con nó trước đi. Đừng làm mọi người phải ngại trong chỗ đông người. Đi thôi, đi. Đi. Hồi nãy tôi nói rõ ràng lắm rồi. Hy vọng ông hãy giữ lời. Tôi xin phép. Ủa, má, ba. Ba trai, ba gái. Trùng hợp quá, con gặp anh chị dưới nhà đó. Ủa đi. Được rồi. Ừ. Má, ai làm gì má giận vậy, nói ra nghe coi. Phải đó, có gì không vui má cái việc nói ra. Có những chuyện á không thể nói lung tung đâu. Giống như có hạng người không thể làm mấy chuyện bậy bạ ở chỗ đông người đâu đó. Dọn cơm, ăn cơm rồi nói. Ăn cơm đi. Tôi còn chưa nói xong mà. Tôi nói thiệt nha, tôi biết con trai tôi không có bản lãnh, nhưng mà đàn ông á cần có sự tôn nghiêm. Bây giờ cô cặp bồ với nó mà, tôi nghĩ cô nên kiểm điểm lại hành vi của mình đi. Đừng làm mất mặt nhà họ Tăng chúng tôi. Má à, má, con vô phụ má dọn cơm nghe. Cái gì cần phụ à, để vô. Con rửa rau giùm má nghe, được không? Vô đi. À, vậy tối nay ăn món gì vậy má? Có chuyện gì vậy em? Không có gì đâu, yên tâm đi. Cái gì ủ rũ vậy cưng? Những gì hôm nay má anh nói, anh không có gì để hỏi em sao? Vậy em có gì để nói với anh hay không? Vậy thì phải rồi nè. Em không có gì nói với anh thì anh làm gì có chuyện để hỏi? Em chỉ có thể nói cho anh nghe những gì má anh thấy là có liên quan đến Tân Tân. Em không thể nói cho anh biết tại sao. Anh đừng có giận em nha. Con người của anh không phải là một người tò mò đâu. Bí mật của người ta biết càng ít thì càng tốt. Uống ly rượu nha. Không uống đâu. Hả? Anh mới mua loại rượu này ngon lắm. Ok.
Dù sao tôi làm cả năm trời rồi, lâu nay mấy hộ dân ở đó đâu có khiếu nại tôi, thành tích vẫn rất tốt. Trời ơi chú Trung mà, đừng có nóng mà. Nè uống trà đi. Uống trà đi, tôi xuống tôi nói. Nè của ông nè. Bộ bà không có đi nói giúp dùm chú Trung sao? Sao lại không? Dù sao á, tôi cũng là tổ trưởng tổ dân phố, thường ngày có họp hay là có chuyện gì xảy ra họ cũng đều tìm tôi thương lượng. Lần này tôi cố ý đi chung với chú Trung đó, nhưng mà mọi người cũng đâu có nể mặt tôi. Vậy họ có lý do cái gì chứ? Mấy người đó nói tôi đã già lại có nhiều bệnh, lúc khám sức khỏe không đạt tiêu chuẩn, không lấy được bằng bảo vệ gì đó. Đó ông nói đi, bảo vệ cần gì lấy bằng bảo vệ chứ. Thật sự là họ giận chú ấy gần đây hay xin nghỉ, sau đó rồi viện cớ đuổi việc chú Trung luôn. Chú Trung à, vậy mấy tuần này có rảnh rỗi thì hãy qua đây đánh cờ chơi với tôi, vui chơi một chút, cần gì phải vất vả quá mà, phải không? Tôi với anh làm sao mà giống nhau. Tôi còn có gia đình phải lo, chỉ trông vào tiền lương của tiểu đàn thái, vừa phải góp nhà mà vừa phải ăn cơm sao đủ. Chúng tôi cũng hiểu được, nhưng mà coi bộ lần này á, họ không có chịu nhượng bước rồi đó. Thôi bỏ đi, tôi cũng biết chị đã giúp tôi nhiều rồi. Người ta nói không làm chỗ này thì mình làm chỗ khác, tôi không tin là không có người nào không chịu mướn tôi. Hôm nay ở bên phòng kế toán có hai đồng nghiệp xin nghỉ nên anh phải tự nhập sổ. Anh đang đi ngân hàng, phiền em nói với ông Trương để anh một chút nha. Vậy đi, bye bye. Ê, dạ, trời. Nè, đi mà sao không nói vậy? Chú à, rõ ràng là chú đụng tôi mà, sao chú lại còn lớn tiếng làm dữ nữa? Trời, cậu còn dám nói. Thôi tôi phải đi gấp mà không nói với chú. Ê, nè. Nè. Nè, nè, nè. Nè, nè. Trời, sao đi lẹ quá vậy? Ủa còn một bao đâu? Nè. Hồi nãy chú cố tình lấy bao đồ của tôi phải không? Nè, cậu nói gì vậy? Cậu bị rớt bao đồ tôi lượm lại giùm cậu thôi, tôi tính đi tìm đấy, cậu nè. Cậu không đáng kịp, sao mà tao kịp, tôi đã nói là tôi lượm được. Cái gì mà cãi nhau? Đúng rồi, sếp. Đúng rồi, sếp. Ăn cắp đồ nè. Sếp, đừng có nghe hắn nói bậy bạ, tôi bị quan. Tôi lượm bao đồ đem trả cho hắn thôi, sếp à. Đừng có cãi nhau nữa, có chuyện gì sợ cảnh sát lại nói. Biết trước vậy à, mặc kệ cho người ta lượm đi. Người tốt mà coi là kẻ trộm. Vậy bây giờ ông có kiện ông này giật đồ của ông không? Chỉ là sự hiểu lầm, tôi không thưa. Nè, hồi nãy cậu đâu nói vậy? Cậu cứ khăng khăng nói là tôi giật đồ của cậu. Xin lỗi chú. Xin lỗi là được hả? Ba. Ở đây. Hả? Ủa, bắt trai. Ba không sao chứ? Có gì mà làm lớn chuyện đến sở cảnh sát vậy? Thì con hỏi họ đi. Đồng nghiệp đi. Ba là sự hiểu lầm thôi. Vậy được rồi. Cảm ơn nhiều. Ba đi thôi. Anh đây là chị cột anh. Về nhà hãy nói. Sếp à, chúng tôi về được chứ? Về được rồi. Thật ngại đi. Quá. Cảm ơn nha. Chú à. Thật là ngại quá. Chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi biết. Mấy người làm ăn coi tiền lớn hơn trời mà. Bố cậu tưởng ai cũng ham tiền như cậu sao? Ba, người ta đã nói là hiểu lầm rồi. Ba bỏ qua đi mà. Con thử bị người ta coi là cướp giật ngoài đường coi. Ngày thứ bảy mà hai cháu không đi chơi đến đây thăm chú thì tốt buồn quá. Cuộc sống của chúng cháu buồn lắm. Chú cho chúng cháu đến đây thăm chú, chúng cháu vui mừng hơn thì có. Chú Trung à, huyết áp của chú cũng bình thường. Xem ra gần đây tinh thần của chú cũng khá lắm. Vậy à? Sức khỏe của ba thì không sao, nhưng mà trong lòng thì có gì đó. Ủa chuyện gì vậy? Nói ra nghe đi, coi cháu có giúp được không? Gần đây chú cũng xui xẻo thiệt. Hôm qua chú đi tìm việc làm, ai ngờ nhìn thấy có người rớt bao tiền ở đầu hẻm nhỏ, nên chú tốt bụng, chú lượm lại, định đuổi theo trả lại cho người đó. Ai ngờ người tốt lại bị coi là trộm. Người ta quay lại nhìn thấy ba cầm bao tiền cứ tưởng là ba ăn cắp, nên phải đi đến sở cảnh sát đó. Chú Trung à, chú không sao chứ? Chú đâu có ăn cắp đồ, làm sao mà có chuyện. Nhưng mà chú chỉ thấy tức. Có vài đồng tiền thúi tưởng ai cũng ngó tới. Trời, không công có nhiều hàng người này lắm chú ơi. Ý, em trai của người đó anh cũng biết mà. Anh cũng biết. Ừ, anh rể của Chí Luân, Dương Anh Kiệt đó. Anh rể của Chí Luân? Chà, thế giới này nhỏ bé thiệt ha. Chú Trung à, xem ra là sự hiểu lầm thôi. Anh Kiệt cũng quen thân với tụi cháu lắm. Chú nghĩ anh hai của ảnh không phải là người không nói lý lẽ. Phải đó. Ủa? Đúng lúc vậy. Sao đúng lúc vậy? Đúng lúc vậy. Chúng tôi mới nhắc đến hai người. Chúng tôi tới đây xin lỗi bác trai. Hôm qua anh hai của cháu hơi khẩn trương một chút nên đã hiểu lầm bác trai, thật là ngại quá.
À, ông Thái, có chút quà mọn thiệt là ngại quá. Con người của tôi rất khẩn trương nên phải làm lớn chuyện, hy vọng ông rộng lượng bỏ qua, đừng để trong lòng. Phải rồi, bỏ qua đi. Thôi mọi người quen biết nhau rồi bỏ đi. Không ngờ ông Thái cũng vui tánh quá. Vậy hả? Nè, dù sao cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, hay là ra ngoài ăn bữa cơm rồi từ từ nói tiếp đi. À thôi không vậy. Hả? Nếu không chơi nhà tôi nhỏ, ở lại đây ăn bữa cơm cho vui. À, vậy thì không khách sáo, khỏi mất công đi tới đi lui. À, Tiểu Đan à, con xuống mua đồ ăn thêm đi. À, tôi đi với cô. Cùng đi đi. À phải, gần đây Chí Luân sao rồi? Lâu quá không gặp đó. Tôi cũng không gặp ảnh một thời gian rồi. Tại sao? Chúng tôi chia tay rồi mà. Chí Luân làm cô giận à? Tính tình Chí Luân hơi cọc cằn một chút, nhưng mà nó rất là tốt bụng, làm việc lại có trách nhiệm nữa. Chà, anh ghét anh như vậy, sao anh còn nói tốt cho anh gì? Tôi và nó có sự hiểu lầm nhau, nhưng mà không bao lâu sẽ quên thôi. Nói ngược trở lại chứ, bây giờ ở trên đời này hiếm có người tốt như Chí Luân lắm. Anh có cần giới thiệu anh như vậy không? Phải, anh đối xử tốt với ba tôi, nhưng mà mấy chuyện tình cảm lạ lắm. Anh tốt với tôi chưa chắc hoàn toàn chấp nhận anh, cho nên chúng tôi quyết định chia tay. Hình như cô cũng có kinh nghiệm về chuyện tình cảm quá ha. À, lúc trước bác sĩ Niếp và anh Hai Nguyên kêu tôi nếu có cơ hội thì nói tốt anh trước mặt Chí Luân. Bây giờ hết cơ hội rồi. Họ tốt bụng quá. Anh yên tâm đi, anh Luân không phải là người không nói lý lẽ đâu. Tôi tin trước sau gì anh có chấp nhận anh. Tôi cũng hy vọng là vậy. Rồi, 2 ký thịt quay xá xíu phá lấu đầy đủ. À, cảm ơn ông chủ. Cảm ơn. Ông chủ à, hình như không có đủ cân nữa. Vậy, không đủ cân. Nè, cô có hỏi mấy bạn hàng ở đây đi. Ông mập này á, chưa bao giờ gạt cân của bà con à. Lần này ông cân thiếu, thường ngày ông cân đúng 100 lần cũng dư ít thôi. Nè, cô muốn gì đây? Nè, ông bà, nói lý lẽ thôi, làm gì dữ vậy? Nè, cân đồ dĩ nhiên có sai xích chút xíu. Không lý nào chặt là đủ cân như vậy. Ông tự giải thích là được sao? Một là trả tiền lại cho tôi, hai là ông phải cân cho đủ. Vậy giờ cô lấy xá xíu hay thịt quay? Chà, ông xá xíu hồi nãy á, bị cô nói tới nỗi hết đường trả lời luôn. Có sao thì tôi nói vậy thôi mà, rõ ràng bị người ta gạt mà cũng không dám lên tiếng hay sao chứ. Không lẽ thiệt thòi rồi cũng không dám nói hay sao? Cô có lòng chính nghĩa như vậy lại không sợ mấy người giữ, làm cảnh sát hợp với cô lắm. Nè, mới nói cho anh vài câu thôi, không cần phải khen tôi như vậy chứ. Chào. Chào, làm gì tốt bụng quá hẹn tôi xuống trà trưa. À không, vừa mới bảo lãnh người khách, sẵn dịp tìm cô luôn. Chúng ta là bạn thân, tôi không ngại nói với anh đâu nha. Tôi còn nhiều hồ sơ ở trên đó, tôi vẫn chưa xem. Ờ, thật ra tôi có chút chuyện muốn hỏi cô. Ấp ấp úng, không giống tính của anh đâu mà. Tôi muốn hỏi Chí Luân và Tiểu Đăng Thái, có phải đã chia tay rồi không? Mấy chuyện này anh không giúp Chí Luân được đâu. Tại tôi muốn quan tâm tới họ thôi mà. Anh quan tâm anh có cơ hội quen với Tiểu Đăng Thái hay không thì có. Vậy Tiểu Đăng Thái cũng là một cô gái rất tốt. Tối qua ăn cơm tôi đã cảm thấy có gì rồi. Nếu anh hỏi ý kiến tôi thì tôi cảm thấy muốn tiến thì cứ việc tiến tới. Thật à? Ừ. Anh Nguyên. Không cái coi. Nè, anh có biết không, hôm nay anh Kiệt cố ý mời em đi uống trà đó. Đang giờ làm việc mời em uống trà không giống tác phong của anh ta. Tình yêu có thể thay đổi tất cả, đừng ắt đừng ăn mà. Tiểu Đăng Thái. Tối qua lúc ăn cơm anh cũng đã nhìn thấy rồi, anh Kiệt rất chu đáo với cổ. Không ngờ anh đoán trúng. Vậy chúng ta có nên làm việc gì cho họ để họ có nhiều cơ hội gặp nhau, hiểu biết được ưu điểm lẫn nhau không? Điều này thì nhất định rồi. Có cách gì ta? Chắc chắn anh sẽ được. Ha 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 ha.
Tiểu đàn thái cũng hay quá ha. Đâu phải, anh Hai Nguyên nhường cho tôi thôi. Anh Hai Nguyên, sao hôm nay tay chân bụng rụng quá vậy? Thể không trúng rỗi gì hết. Hai người ăn ý quá như vậy, dĩ nhiên tụi này đánh không lại rồi. Xưa nay tôi chơi bóng rổ chỉ tạm tạm thôi, cứ tưởng anh đánh được chứ. Lần này bị người ta nhổ răng hết rồi. Dịp khác chơi mà thứ câu rành đi. Chà, Hiệu Chiến phải không? À, chơi bóng chuyền đi. Chơi bóng chuyền, hai người cũng lĩnh giáo rồi, tôi không biết đánh đâu. Kêu anh Kiệt dạy em là được rồi, lấy riêng bù khuyết. Cô đừng lo lắng, nè tôi sẽ tiến hành cuộc huấn luyện bí mật cho cô, nhất định sẽ đánh thắng họ thôi. Thỏa thuận vậy nha, mai mốt gặp lại. Nè, không biết có phải đã lớn tuổi rồi tim nó đập quá trời quá đất. Sao anh dở vậy? Chúng ta về trước đi. Được. Nè hai người tiếp tục chơi. Chúng ta chơi một lát đi. Được thôi. Chứ ha, coi bộ lần này chúng ta là mai thành tích cũng không kém đó. Anh cũng nghĩ như vậy. Thường ngày anh Kiệt này lịch sự đàng hoàng, lúc vận động cũng giống như một cầu thủ ghê. Em cũng không ngờ anh đô con như vậy lại không chơi lâu được. Nè, vì hạnh phúc cả đời của tiểu đăng thái anh làm bộ thôi. Vậy tức là anh không nhận thể lực của mình kém rồi. Bây giờ anh đi đánh tennis với em, sau đó đi bơi, bơi xong về nhà nấu cơm cho em ăn luôn. Cô không sao chứ? Không sao, nhưng mà chân của tôi hơi đau đó. Có thật không sao không? Không sao đâu. Vậy chúng ta tiếp tục. Được thôi. Chào sếp Tăng. Chào. Tiểu Đăng Thái, sao sớm vậy? Em còn hai bản báo cáo chưa làm xong. Coi em kìa, chắc tối hôm qua đi chơi với ảnh khuya lắm mới về phải không? Bây giờ mới chịu làm việc. Đâu có khuya lắm đâu, 11 giờ mấy thôi mà. Em tự nói đó nghe, 11 giờ mấy nhất định là nói nhiều chuyện với anh ta rồi phải không? Con người của anh Kiệt cũng vui vẻ lắm. Vui vẻ hả? Vậy thì đừng có buông ra, quyết định tiến tới đi. Đây là người đàn ông tốt, độc nhất luôn nhỉ. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Mới sáng sớm mà chuyện gì vui vẻ vậy? Ăn bánh bao không? Tôi ăn sáng rồi. Được rồi, không cần đâu, tôi không muốn ăn đâu. Vậy đi thôi. Anh Nguyên ạ, không được nói lung tung nha, có biết không? Em sợ họ biết được hả? Em vừa mới làm bạn với người ta, để nhiều người biết được không tốt đâu. Thì em cũng biết miệng của anh rồi, nhưng mà anh sẽ cố gắng. Anh không thể bảo đảm một cái gì đâu. Nghe nói bánh phô mai ở đây ngon lắm. Em cũng không muốn ăn đâu. Thưa anh, đi mấy người vậy? Hai người, cảm ơn, mời qua bên này. Tinh Tân à. Anh cố ý sắp xếp hả? Chỉ tình cờ thôi. Trùng hợp vậy sao? Sao anh phải làm như vậy? Em cũng biết lâu nay anh tôn trọng quyết định của em mà. Em xin lỗi nha. Thật ra người nào cũng có phiền não riêng của mình hết á, và có lúc không được vui vẻ. Nhưng mà thế nào đi nữa thì em cũng phải đối mặt. Em đã đối mặt rồi, em quyết định sau này sẽ không gặp ông nữa. Nếu như em nghĩ thông suốt rồi thì hồi nãy em không nên bỏ chạy. Lần trước em hẹn ổng ra nói rõ ràng, thực ra là muốn gặp ổng một lần nữa. Em lại kêu gì em, nói với ổng là đừng đeo bám theo em. Em sợ mình mềm lòng. Vừa rồi em bỏ đi như vậy á, tức là sao? Chính vì sợ ổng gặp lại một lần nữa mà không biết phải làm gì. Trời đất ơi, ông qua đường sau qua chừng xe gì hết trơn vậy? Mấy chục tuổi rồi. Nè, ông có sao không? Đi bị thôi thì đi khám đi. Sao? Ba, ba có sao không? Ba không sao, ba không sao. Má. Ủa, em, chuyến bài xong rồi hả? Từ từ. Hồi nãy có người điện thoại tìm con, mới nói là con cũng có ở nhà, kêu để tên lại thì họ liền cúp máy à. Con đâu biết là ai. Nè em à, đừng có đa nghi quá mà. Ăn cơm đi. Ăn cơm. Ăn cơm cho thôi. Vô cơm đi. Tư Tư, con qua đây, má có chuyện muốn nói với con. Má, gần đây con có gặp những người mà con không nên gặp, hoặc làm những chuyện mà má không thích con làm không? Tại sao gì? Tư Tư ngoan như vậy, không có làm gì đâu. Em đừng có đa nghi quá. Thật sự là xảy ra chuyện gì vậy? Nó đó, nó nhìn nhận lại tên khốn đó rồi. Còn gọi người ta là ba nữa. Hả? Bảo Ý, con đang nói gì vậy? Báo
chí cũng đăng ra hết rồi, má coi đi. Phải đó, con đã nhận ông là ba. Nhưng con còn gọi ông là ba nữa hả? Ông có làm tròn trách nhiệm người cha sao? Con còn gọi ông là ba. Được, sau này con đừng gọi má là má nữa. Má coi như không có đứa con này. Má à. Tân Tân à, con mau theo ngoại lên lầu đi. Ngoại có chuyện muốn nói với con. Em mà đừng có nóng giận quá. Để tức là, thật ra Tân Tân có nỗi khổ đó. Má cũng không muốn nhìn nhận lại tên khốn đó đâu. Thì ra anh đã biết hết rồi à? Anh thông đồng với con để gạt em sao? Em ngồi xuống đã. Lúc đầu Tân Tân quen biết với Điền Thế Nam, nó cũng không biết thân phận của ổng. Sau này biết được rồi, Tân Tân nó rất là giận. Tên khốn đó còn muốn nhìn nhận lại Tân Tân. Tân Tân đâu có thèm nói với ổng. Trong lòng của nó, em mãi mãi là quan trọng nhất. Vậy bây giờ ổng muốn sao đây? Có phải ổng muốn nhìn nhận lại Tân Tân rồi dẫn Tân Tân đi không? Dĩ nhiên là ổng muốn rồi. Em yên tâm đi, Tân Tân không làm trái ý em đâu. Không được. Em phải đi tìm ổng. Em phải nói rõ với ổng. Em không cho phép ổng sau này gặp lại Tân Tân nữa. Là cô. Bất ngờ lắm à? Không muốn nhìn thấy tôi sao? Mì gói. Bộ mấy thứ này cũng hợp với người như ông sao? Tuy rằng mì gói không phải là món ăn ngon, nhưng mà lúc đó bụng có thể lót dạ được. Bụng có phải ăn được thì đừng bỏ ủ sao? Không phải hôm nay tôi tới đây nói chuyện ăn với ông. Tôi nghiêm chỉnh mà cảnh cáo ông, không được tìm Tân Tân nữa. Ông thử tìm nó đi. Tôi không có xáo với ông đâu. Em à, có chuyện gì từ từ nói. Anh tránh ra đi. Năm xưa chính ông nói là không cần tôi và Tân Tân. Bây giờ ông có tư cách gì nhìn nhận lại nó chứ? Chuyện năm xưa quả thật là tôi không đúng. Bây giờ tôi cũng rất hối hận. Ông hối hận? Công tử hào qua Điền Thế Nam muốn có con, thiếu gì người đàn bà sanh con giùm cho ông chứ. Năm xưa ông nói như vậy đó, ông đã quên rồi à? Xưa này tôi không hề nghĩ Tân Tân là con gái của tôi. Nhưng mà tôi thật sự rất thích nó. Tôi thương nó lắm. Bây giờ tôi đã biết được rồi. Lúc nào tôi cũng tự hỏi mình, có phải ông trời biết được tình cảm của hai cha con chúng tôi còn chưa dứt? Hy vọng cô hiểu cho tôi. Tôi không hiểu. Suốt đời suốt kiếp tôi cũng không tha thứ cho ông đâu. Tân Tân cũng không. Bây giờ ông cô đơn một mình, không con không cái. Đây chính là quả báo của ông. Ông có biết không? Đó là quả báo đó. Em à, bình tĩnh một chút đi. Có lẽ là ý trời. Để anh nhặt đồ lại. Tôi nói với ông thêm một lần nữa, ông đừng tìm Tân Tân nữa. Ông cứ thử tìm nó coi. Nó sẽ không nhìn nhận lại ông đâu. Ông đừng hòng mơ tử nữa. Em à. Em đừng có giận quá mà. Vợ và con cái của ổng đã chết hết rồi. Em cứ coi như là tội nghiệp ổng đi. Còn lại một mình ổng thôi. Bây giờ gặp lại Tân Tân, dĩ nhiên là hy vọng có một người thân quan tâm tới mình. Là quả báo của ổng. Coi em giận ghê chưa. Cả trời nước mà em thích ăn nhất cũng để nguội hết rồi. Ăn đi. Nè, đừng mà, nhiều người lắm, khó coi chứ mồ. Sợ cái gì chứ, chúng ta là vợ chồng mà. Nè. Nè, trời ơi, sao anh lôi tôi vậy? Nè, lao đi. Ủa, sâu màu tím có phải có mùi nho không? Anh thử toa rồi sẽ biết. Ý, điện thoại của em đâu rồi? Hồi nãy để quên ở nhà tên cốm đó rồi. Đừng vậy mà. Nè, ăn chè xong anh sẽ đưa em về nhà trước. Sau đó anh đi lấy lại giùm em. Cũng được. Mất công gặp lại tên cốm đó nữa. Tức tới nỗi tối nay em ngủ không được đó. Phải đó. Nè, mau ăn đi. Em à. Ừ? Em cứ lên nhà trước. Nếu thấy mệt thì em cứ ngủ đi, đừng đợi. Anh lấy xe cẩn thận nha. Anh biết rồi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Con chào ngoại. Chào con Tân Tân. Tối qua ngủ không được ngon à? Cô
con cảm thấy phiền phức quá nên không ngủ được. Ăn sáng chủ đi. Điện thoại. Cảm ơn. Alo. Hả? Ai vậy? Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Sở cảnh sát gọi đến đó. Họ nói chú của con đã gặp chuyện rồi. Thế nào? Anh bị trúng đạn ở ngực mà chết. Trên người không có vết thương nào khác. Vậy còn thời gian tử vong? Theo tình trạng cứng cơ cho thấy có lẽ không quá 12 tiếng đồng hồ. Gia Kiều ở tới em đó. Có manh mối nào khác không? Mấy đồng nghiệp đang tìm. Vậy anh có báo cho chị Hai biết chứ? Báo rồi. Chắc đang tới. Bình tĩnh một chút đi, tôi không thể cho chị vào đó. Như vậy sẽ hỏng chứng cứ hiện trường. Có thật là chú Tuấn không? Tôi chỉ muốn biết xảy ra chuyện gì thôi. Tại sao anh Tuấn lại đến đây? Tôi biết là Điền Thế Nam giết chết ảnh mà. Điền Thế Nam đâu rồi? Chị và Điền Thế Nam có quan hệ như thế nào? Điền Thế Nam là ba của em, ba ruột đó, sống ở đây nè. Con còn gọi ông là ba nữa. Ông đã giết chú của con rồi. Bà Ý à, con bình tĩnh một chút đi. Thật ra chuyện này như thế nào chứ? Tôi biết Điền Thế Nam muốn nhận lại Tân Tân, cho nên tối qua tôi và anh Tuấn tới nói rõ với ông. Tôi tức giận bỏ về. Nhưng mà chúng tôi đi nửa chừng, tôi phát hiện tôi bỏ quên điện thoại cầm tay trên nhà. Anh Tuấn nói là đưa tôi về trước rồi quay trở lại đây lấy lại điện thoại cầm tay giùm cho tôi. Nhưng mà anh Tuấn nó không trở về nữa. Suốt đêm hôm qua anh ta không có trở về nhà. Tối qua khi tôi trở về nhà thấy mệt quá nên đã đi ngủ. Ai ngờ sáng nay má tôi đến thức tôi, nói là anh Tuấn đã gặp chuyện. Vậy tối qua khi chị đến đây tìm Điền Thế Nam, có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Lúc đó ông đang ăn mì. Anh Nguyên, nghe. Tôi đã hỏi thằng đưa báo rồi. Nó nói sáng nay nó đem báo tới phát hiện cánh cửa không có đóng kín. Nó đẩy cửa ra, phát hiện cái xác của Đỗ Tử Tuấn. Đi còn Điền Thế Nam? Nó nói không có gặp ổng. Tôi đã hỏi hàng xóm chung quanh, không có ai gặp ổng. Còn nữa, trong bãi đầu xe không có chiếc xe của ổng. Hãy phân công anh em hỏi từ nhà một. Từ tối qua cho đến sáng nay, có nghe được hoặc nhìn thấy cái gì đặc biệt không? Còn nữa, tìm Điền Thế Nam vậy đi. Yes sir. Nhìn vết thương trên người của nạn nhân có lẽ do loại súng nhỏ gây nên. Ủa? Trên móng tay hình như có vết giống như là son vậy. Ý, còn vết máu nữa. Có lẽ hung thủ để lại. Lương à, đem qua bên pháp chứng xét nghiệm đi. Ừ. Hai thứ này tìm được ở móng tay của nạn nhân. Có một thứ chắc là vết máu. Có phải của nạn nhân hay không? Phải xét nghiệm rồi mới biết được. Vậy còn thứ này? Có chút ánh sáng. Có lẽ là vật chất của sát liệu. Tôi nghĩ nên làm cuộc xét nghiệm quang phổ. Julia, cô đem vết máu đi xét nghiệm ADN trước đi. Còn tôi làm cuộc xét nghiệm quang phổ. Ok. Sao? Còn thứ của cô thì sao? À, vừa mới có kết quả. Cô có giống ADN của nạn nhân không? Ủa, sao quyết dịch lại không thuộc về nạn nhân vậy? Theo báo cáo bên pháp chứng,
vết son trong móng tay của Đỗ Tử Tuấn là màu tím. Đêm xảy ra vụ án, Niếp Bảo Ý cũng thoa son màu tím. Có khi nào ảnh quẹt trúng không? Và vết máu cũng không phải của Đỗ Tử Tuấn. Có lẽ là lúc ảnh vật lộn với hung thủ, cào trúng hung thủ. Anh Nam Nguyên, nghe. Cô đây là cô Trương, ở nhà kế bên của Điền Thế Nam. Cô đó là đêm xảy ra vụ án, cô có nhìn thấy Điền Thế Nam? Cảm ơn. Nói phi cô kể lại, đêm hôm đó cô đã nhìn thấy gì? Dạ được. Tôi nhớ đêm đó tôi đi uống nước với mấy người bạn. Tôi về nhà khuya lắm. Đêm đó tôi cũng mệt mỏi. Khi nhìn đồng hồ đã 12 giờ rồi, vừa về tới nhà thì tôi nhìn thấy có người bấm còi. Thì ra là ông Điền ở cái bên lái xe ra ngoài. Thôi cô nói vậy, Điền Thế Nam là người có khả nghi cao nhất. Alo. Được, tôi tới liền. Điền Thế Nam đã chết rồi. Sếp Tân à. Có thật là Điền Thế Nam không? Phải đó, trong xe đó. Tình trạng cứng cơ của ổng chắc là đã chết hơn 12 tiếng đồng hồ. Sắc mặt ổng sạm đen và trên người cũng không có vết thương nào rõ rệt. Nguyên nhân cái chết có lẽ là bị trúng độc. Ổng bị trúng độc mà chết à? Bước đầu cho thấy thì phải, nhưng mà phải làm cuộc phẫu thuật mới biết được. Gia kêu đến em. Bỏ vào túi đi. Đưa kẹp cho tôi. Lấy cái nón này về luôn. Ba! Đừng về lại mà. Ba! Ba! Từ từ. Từ từ. Từ từ. Đứng lại. Bao tử còn có mì ăn liền chưa tiêu hóa. Xem ra trong vòng 2 tiếng trước khi chết đã ăn. Nhưng mà trong khẩu cung của chị ý cho biết 9 giờ rưỡi đêm xảy ra vụ án, chị đã đến nhà của Điền Thế Nam và nhìn thấy ông đang ngồi ăn mì. Còn cô Trương ở nhà kế bên thì lại nhìn thấy ông rời khỏi nhà vào lúc 12 giờ. Từ nhà ông đến ngoại ô phải mất 1 tiếng rưỡi. Cả quá trình 4 tiếng mì còn chưa tiêu hóa sao? Có khi nào giữa đường ông ta đã xuống xe và ăn mì không? Nhưng con đường đó rất là vắng, xung quanh không có tiệm tạp hóa và cũng không có chợ bán đồ. Không lẽ Điền Thế Nam không phải tự tử? Hận hoặc là ngoài ngoài chè ít ngoài thâu thâu đất duyên buôn phong bất cầu cầu ngô hơi trong trí thông phú giấc sáng nàng trái cao nàng trái cao xin xin xúc xúc thô thô lai lai ngoài đất ngàn lời chê ngầu ngô như nay yên yêu quyết liệt hoàn si chim nhau trên miền tan nhất sáng ngoài cao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.